Dạ, kính chào quý vị, à, tôi tên là Trần Thanh Minh à, từ Hội Group Người Việt Saôgê, Vietnamese in Xin saôgê hôm nay chúng tôi uh, có mặt hôm nay là được uh, uh, đài phát thanh uh, Ding Ding TV mời đây đến đây để thưa chuyện vui cùng quý vị về uh, một chương trình gọi là A Asian American Story Video Contest, uh, tạm dịch ra là uh, cuộc thi uh, về cuộc đời, cuộc sống của người. Uh, Uh, á Châu uh, trên đất Mỹ. Thì uh, hôm nay chúng tôi được uh, đài TV cũng như là hai quý vị đây mời tới để mà cùng với nói chuyện với quý vị để chúng ta uh, tìm hiểu cái chương trình như thế nào, rồi uh, chúng ta có thể là uh, nộp đơn thi. Uh, so please uh, introduce yourself and then uh, briefly introduce the program. Thank you. Okay, thank you me and thank thanks for this great opportunity. And my name is Diana Ding and I'm the chair of the Asian American Stories Video Contest, and also the president of Silicon Valley Community Media, DingDing Ding TV. Uh, my name is Joe Wong, uh, I have the honor to work with uh, Silicon Valley Community Media. I am a co-chair of this contest, and I'm also the chair of the judges. Yeah, Uh, và để thông dịch bà Diana Ding là giám đốc của đài truyền hình Ding Ding TV uh, cũng là um, trưởng ban tổ chức của cái cuộc thi um, Asian American uh, Stories Video Contest này và ông Cho cũng là người đồng sáng lập cũng như là người đồng tổ chức cái cuộc thi này. Cảm ơn Quý Ní. Uh so let's go straight to the, the questions. Uh can you tell us a little bit about the program? Uh, and when did it start? okay, you know, during the pandemic, there is the asian hate. so uh, when we see this asian hate happens everywhere, we feel that actually, you know, people don't really know about our asian. they don't know about our cu culture. they don't know about our contributions. but we asians, uh, we seldom tell our stories. so it's really important that we want to inspire everybody and work together to share our asian american stories. and because dian tv has been, Telling Asian American stories in the last 15 years, but it's not enough. We want everybody to join us together to share the, the Asian American stories, especially our contributions to this country. Uh, và thư quý vị là bà đây nói trong cái khoảng thời gian đại dịch đó thì có rất là nhiều cái kỳ thị và những cái um, uh, gọi là hatred có nghĩa là À, những cái sự thù hận đối với người á châu thì đó là lý do tại sao bà lập ra cái chương trình asian american story video contest này để người á châu chúng ta nói lên cho cộng đồng thế giới biết về à, cuộc đời của chúng ta biết về con người những cái văn hóa và lịch sử của chúng ta à, và nhờ như vậy thì mình mới được họ đồng cảm và thông cảm hơn à, và Uh, đúng rồi. Uh, Tim, uh, joe, can you tell us something more about yes, the, uh, the program? Um, uh, um, the this year's theme is all of us belong here. some time ago, i wrote a poem and then making a song called all, us, all of us belong right here. it tells about america is great because we have diversity. we have people coming from every corner of the world to the united states and together we build this country you know we work on the railroad we work in the farms and some came as slaves and eventually we build a big country a great country and um, unfortunately during the covid there were a lot of asian hate they cannot tell a vietnamese from a chinese so we wrote the song called all of us belong right here so this is the theme for the contest for this year uh, there are two divisions. We have the youth division, which people up to 18 years old, and we have the adult division, which is 18 and above. And we have worked very hard to get some good prices. Uh, the total price is about $19,000 and plus other stuff. So we're very excited about this program. We urge all Asian American to come and join us and submit a one-minute video. to talk about Asian American, how we struggle, how we have survived, how we have thrive, and this is a great story for us to tell. Và kính thưa quý vị, ông Cho ở đây à, cũng là một cái người được uh, cái uh, cộng đồng người Trung Hoa rất là nể nể trọng và ông có rất là nhiều tài ông có thể hát ông có thể sáng tác thơ nhạc và một trong những bài hát của ông đã sáng tác trong khoảng thời gian đại dịch đó là bài hát all of us belong right here tạm dịch tiếng việt là tất cả chúng ta cùng oh, à, thuộc về nơi này và vì vậy cho nên cái chủ đề của cái uh, chương trình um, asian american video contest kỳ này cũng là cái chủ đề all of us belong right here có nghĩa là chúng ta là cộng đồng châu á ở đây tất cả chúng ta đều ở đây cả từ um, trong cái khoảng thời gian đại dịch thì chúng ta bị kỳ thị chúng ta bị gặp rất là nhiều uh, sự thù hằn thì uh, họ không có phân biệt được người hoa và người việt hay là những cái sắc dân khác cho nên ông muốn là tất cả chúng ta cùng ngồi xuống để nói lên cái câu chuyện của chúng ta để uh, chia sẻ những cái văn hóa những cái cảm xúc để cho người ngoài họ hiểu chúng ta hơn và bởi vì À, chúng ta đã ở đây chúng ta đã xây dựng lên cái đất nước mỹ này chúng ta đến như người hoa họ đến đây để họ xây đường xe lửa thì uh, người Việt mình qua sau nhưng mình cũng có rất là nhiều cái đóng góp rất là tích cực cho cái cộng đồng uh, cho cái nước hợp chủng quốc Hoa Kỳ này cho nên uh, chúng ta nên nói lên cái câu chuyện của chúng ta và sẽ có hai phần phần cho uh, tuổi trẻ uh, for the youth is uh, the age group it's from 12 to 18 did you say? Dạ yes. yeah, từ 12 tới 18 tuổi và một uh, phần nữa là cho người lớn thì à à mọi người chỉ cần gửi một cái video một phút vào và nếu video được chọn thì uh, sẽ có những cái giải rất là lớn thì một hồi nữa chúng tôi sẽ nói về những cái giải đó sau. Um so now uh do you want to talk about the criteria and uh the criteria is basically uh, anybody can join. Okay, you don't have to be Asian. You know, uh, we want to tell Asian story but all ethnicity are welcome. and the judges are very diverse. we have a couple of mayors. we have very good, um, you know, uh, hollywood, hollywood filmmakers, filmmakers and, and, uh, and, and, and uh, other conte video contests, uh, uh, film festivals, di directors. Right. so uh, we have a very diverse, you know, group of judges, very qualified. okay. Uh, the you can submit the video now. the deadline is march the 15th. Now, the earlier you submit, the better chance you get. And because as you, soon as you submit, we post it on the web. Okay, and then we encourage everybody to go to the web, look at the video, and it's limited to one minute. And the more popular you are, you know, the more chances you get. Okay, the judges will take the top 20 video. We're not not going to judge everything. The audience choose the 30. top 20. 30, okay, 30, and 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 then the judges would look at the top 30 and you know judge which which is the best in two divisions. À, kính uh, thưa quý vị, cái ông Joe mới nói là cái uh, cái điều kiện mà tham gia cái cuộc thi này rất là đơn giản. Uh, mình không nhất thiết là phải là người Á Châu, người nào cũng được đó. mà mình chỉ cần uh, uh, có một đoạn video video ngắn uh, một phút. À, nói về cái cuộc hành trình mình ở Mỹ như thế nào, cái kinh nghiệm cuộc sống chia sẻ uh, Những cái gì mà mình đã, đã lớn lên ở từ từ Việt Nam qua hay là ở chỗ nào cũng không biết Miễn sao mình nói lên một cái câu chuyện của cuộc đời mình hay là cuộc người, cái câu chuyện gì mình biết uh, Trong vòng ngắn gọn một phút Và những người judge, những người mà ban giám khảo là có những người rất là tay to mặt bự <laughs> Là có uh, mayor, có thị trưởng, có uh, Hollywood uh, filmmaker những người rất là uh, nổi tiếng và có rất là good reputation, uh, có kinh nghiệm trong uh, lĩnh vực đó để mà chấm bài thi chúng ta và uh, ông encourage chúng ta là nộp bài thi uh, trước ngày uh, 15 tháng 3 là March 15 là mình chúng ta phải nộp bài thì cái ngày cái hạn chót để nộp bài á, là 15 tháng 3 tuy nhiên ông nói là mình nên nộp sớm bởi vì ngay sau khi mình nộp là sẽ được đăng ở trên cái website và mình sẽ được mọi người đi vô xem và họ bình chọn cho mình cho nên mình để cái video của mình lên nó càng lâu thì cái số bình chọn của mình nó càng nhiều đúng không? Thì họ sẽ chọn ra 30 đi right? video họ sẽ chọn ra 30 cái video với cái số lượng bầu bình chọn cao nhất. Đó thì cho nên là khuyến khích tất cả mọi người đừng có chờ đợi đến ngày 15 tháng 3 mà nên nộp ngay lập tức Uh, before we uh, we talk about the prizes and what what it entails, uh, can you give us some examples of how uh, we should write the story? Because uh, you know, other, and other nationalities, I'm not sure, but for the Vietnamese, we are very shy people. We always we don't want to show off. You know, even though we do a lot of good things, uh, contribute to the the uh, community, but uh, most of us are very shy. So can you? Uh, give us some example of how to tell the story in, in, in one minute that tell everybody in that, you know, the story Okay, yes, uh, actually, you know, I know that there are so many great contributor, uh, contributors in the Vietnamese community in all the communities, but we are, sh we are shy people, we're born to be shy <laughs> and not to tell our stories but you know it's really important, especially for a younger generation. And you know it's easy to create a video just with your cell phone. For example, your video tip. But uh, i tell you, it's better be horizontal, uh, the, the 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 video. And you can put a, a, s a small theme about, you know, maybe your mom, maybe your neighbor, maybe your teacher, maybe your friends, your co-worker, coworker and their contributions to the community. We're talking about to the country. Actually, is the for your community, the good things they did, you know, shows that we truly belong here. We want to contribute to this country, and then you can put some wording there, and also, you know, some people narration. There are mm -hmm. all kinds of, uh, you know. Last time we had a competition, and the people even submit the cartoon. Uh, mm -hmm. So, anything you can imagine, uh, one minute video. One minute is really short. People think, oh, it's really hard to create a short story, but. know, if you can create a short story, and we, we, we're gonna, you become the winner, we're gonna fund you to expand your stories. Yeah, thì uh, anh Minh có hỏi là uh, bản chất của người Việt nói riêng và người uh, châu Á nói chung là chúng ta rất là mắc cỡ và đôi khi chúng ta rất là uh, Uh, humble, có nghĩa là chúng ta rất là khiêm tốn, rất là khó khăn để mà nói về mình, thì uh, uh, bà Đại Anh có thể chia sẻ những cái ví dụ nào về những cái video có thể nộp vô hay không, thì bà cũng nói là uh, hiện tại bây giờ giới trẻ cái việc mà làm video đối với họ rất là dễ dàng, và khi quay video thì quý vị nhớ quay ngang lại horizontal có nghĩa là quay ngang đó À, và có thể không không cần phải nói về mình có thể nói về một cô giáo về mẹ mình về gia đình mình hay là bất cứ người nào mà quý vị nghĩ là họ có những cái đóng góp rất là tích cực cho cộng đồng à, và cái câu chuyện có thể là có những cái dòng uh, chữ viết ở dưới rồi năm ngoái cũng có người nộp vô à uh, viết cái câu chuyện của mình bằng những cái phim hoạt hình, bằng những cái hình hình vẽ hoặc họa thì nói chung là mình càng sáng tạo bao nhiêu thì cái video của mình nó càng có những cái cơ hội để được bình chọn bấy nhiêu. Um, so so thank you. The, so I have another question, follow up question now to to your answer right there that uh, you say the contributor to the community but what if you have not contributed to the community yet? that is very interesting <laughs> question okay uh, we have a big great story to tell because all of us came here under very stressful conditions right. okay especially the vietnamese uh -huh. okay uh, some of us want to come here to college and so on so there is an interesting story from every angle okay, okay. Uh, just by the fact that you got here uh -huh. and you have survived and you have thrived mm -hmm. and maybe you're still struggling those are still stories. You don't have to be a superman, you know. Every ordinary story as a matter of fact. Some ordinary stories can be very moving. So use your imagination, use your, you know. để mình trả lời câu hỏi này luôn là mình hỏi cái câu hỏi như vậy là nếu như mình chưa có uh, um, đóng góp gì cho cộng đồng đó thì mình có được lên cái video này không? Xin thưa là không cần là mình mình đang còn mình cuộc sống của chúng ta là nó nó bấp bênh hay là mình qua đây mình đi đi học mình đang cố gắng học hành à, mình đang uh, struggle mình đang khó chịu rất nhiều khó khăn trong cuộc sống thì không sao cả. Ông nói là cứ chúng ta cứ nộp một cái đoạn video nói về cuộc sống của mình, nói về cái hoàn cảnh uh, về tương uh, mình cái quá khứ hay là những cái gì mà mình muốn uh, nói lên uh, cái con người của mình là được nộp vô thôi chứ không nhất thiết là mình phải có đóng góp gì to tát cả. Đúng rồi. À, ông nói là tất cả chúng ta đến đây đều phải vượt qua những khó khăn, nhất là người Việt Nam của mình đến được đây là một cái điều khó khăn rồi. Thì đúng rồi xa quê hương thì đâu có gì là dễ dàng đâu phải không quý vị cho nên là có những cái câu chuyện nó rất là bình thường, nó rất là đơn giản. Uh, không cần phải là to tát, không cần mình phải là một người hero, mình, <laughs> mình chị mình cũng có thể nói lên câu chuyện của mình một câu chuyện rất là đơn giản, một câu chuyện rất là nhẹ nhàng nhưng miễn mình dùng cái đầu óc sáng tạo của mình thì câu chuyện nào cũng là một câu chuyện, câu chuyện nào cũng là hay cả. If you get on the website www.aastories.org and you will see that there are some videos there already, so this can be an example for you thì uh, quý vị có thể vào cái website gọi là www.aastories.org Dạ yeah. thì uh, chúng tôi sẽ bỏ cái uh, website trên uh, màn ảnh uh, và um, quý vị sẽ thấy có những cái video mẫu ở trong đó rồi những cái video mẫu này là những cuộc thi từ những năm trước đúng không ạ uh, those videos are uh, from previous Uh, no, contest we already or yeah we we have the samples from previous contests, but we also have the submissions already there. Oh, okay. uh, And you can see uh, how people tell their stories. I okay, tức là có những cái video mẫu của năm ngoái và cũng có những cái video của những người họ đã tham họ đã họ đã nộp bài <laughs> vô để tham gia rồi đó. Cho nên bây giờ mình là cũng bắt đầu trẻ rồi đó nghe quý vị. Yeah, this is meant to be a fun project with significance of telling our culture about why we're here. We have every right to be here because we contribute to this society, okay? And there are many, many interesting stories. You don't have to be a superman or, or, you know, to, to, tell your story. Every story is interesting. À, cảm ơn ông Châu. Ông Châu mới nhấn mạnh một điều nữa là những cái câu chuyện chúng ta mà mà, mà có thể tham gia là không nhất thiết là phải một người Superman, một người làm một cái công việc rất là vĩ đại mà chúng ta cứ theo uh, cứ nói lên cái tiếng nói của cộng đồng, tiếng nói của, bà, của, của lòng mình và uh, một câu chuyện thật mà nó có thể là vui, và vui nhộn và excited là rất là uh, vui để mà chúng ta nói lên cuộc sống của chúng ta. Yeah. Uh, so, so we tell a little bit roughly about mm -hmm. the program already. So, what are the prizes to uh, to to um, uh, award to the? Oh yeah. You know, yeah, we we mentioned about there are uh, 18,000 U.S. dollar. So first prize will be 5,000, and second prize will be 3,000, a third prize will be 1,000 dollars. And there is a viewer's choice also 1,000 dollars. Mm -hmm. But we're going to give you give you this as a grant, a you know, to encourage you to expand your stories. Besides that, we may got other opportunities. Maybe sponsor the first prize a trip to Washington, D.C., we're still talking about this, uh, to attend the, you know, I, a nationally uh, conference in Washington, D.C., regarding to our Asian and Chinese Americans. And also, an, another opportunity to, the, the, but I would say the best benefit for you is if you submit this story, and we have many ethnic medias working together, like Vietnamese, Filipino, uh, Indian, and, uh, you know, other, all the ethnic medias together, and we want to share your stories to over millions of people so that's really you know have your voice be heard and have your story be told Yeah, thì uh, tổng cộng cái giải thưởng là hiện tại là có 18.000 đô thì cái giải nhất sẽ là 5.000 giải nhì sẽ là 3.000 và có những cái giải phụ 1.000 có giải là uh, được sự bình chọn nhiều nhất à, và chúng tôi đang uh, có thêm có thể có thêm cái giải là uh, được đi một cái chuyến du lịch qua Washington DC uh, và thật sự cái câu cái 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 cuộc thi này nó không có quan trọng lắm về cái vấn đề mà giải thưởng nhưng mà cái quan trọng ở đây là cái câu chuyện của mình sẽ được nói lên cho toàn thế giới biết bởi vì chúng tôi có những cơ quan truyền thông người Việt, người Ấn Độ và người Hoa tham gia vô để mà cùng đăng tải những câu chuyện của mình cho toàn thế giới biết. That's amazing. Thank you. So uh, um Um, in the end that the, uh, the 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 program will be a uh, award win when? when when the uh, uh, program uh, will yes. be awarded? there there will be a award ceremony uh, you know submission deadline will be march 15th but the result probably will be coming out uh, at the end of april uh -huh. and on march 2nd we are going to have a award ceremony kick out the May asian May oh yeah sorry yes <laughs> a the yes Thank you so much. Yeah, May the second, uh, award ceremony to kick out the Asian Heritage Month in New Peters. So we already have the venue and everything is uh, decided. So it's, a, it's going to be a big uh, award ceremony with over 500 attendees. Uh, uh, dự cái buổi, uh, uh, Asian Americans Awards uh, Ceremony của, uh, sẽ được tổ chức New Peters. Uh, vào uh, tháng 5 ngày 2 và sẽ có uh, lên đến cả 500 người tham gia. Cái này đã tổ chức qua rồi, năm ra nó sẽ có uh, xảy ra. Và xin mời quý vị tham gia cũng như là đóng góp cái chương trình này uh, thật là tích cực. Uh, you have any other uh, thing I to think add? I think the theme could be like-hearted, mm. fun, it could be serious, it could be your family history, mm. it could be something significant, something you want to share with the American public. So so it's wide open. You know, as long as you stick to the theme, all of us belong here. Yeah, thì cái chủ đề của năm nay giống như ông nói lúc nãy là all of us belong right here tức là tất cả chúng ta đều ở tại đây á thì uh, cái chủ đề nó có thể vui nhộn cũng nó cũng có thể rất là uh, serious là giống như là rất là là uh, nghiêm nghiêm túc. Uh, nhưng mà chúng ta cứ thể muốn nói câu chuyện gì thì cứ nói miễn là nó ở nằm trong cái chủ đề đó mà cái chủ đề nó rất là rộng lớn phải không quý vị. All of us belong right here có nghĩa là tất cả chúng ta đều ở đây hết. Thì quý vị có thể viết về câu chuyện làm sao chúng ta đến được tới Mỹ, uh, có những cái khó khăn gì khi uh, đến Mỹ hoặc là những khó khăn gì để đến được Mỹ thì tất cả những cái câu chuyện đó dù nhỏ hay dù to đều cũng là một câu chuyện. Yep, to add? Yes and uh, I would want to thanks to our Vietnamese community. Uh, for play the very important part in this uh, Queenni is our committee member and uh, yeah we do want to hear your story because we Asian we hardly know each other I'm really you know looking forward to hear your stories from the Vietnamese community Korean community and Indian community and all the Asian communities uh, bà, bà thuộc uh, ban tổ chức của cái uh, cái 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 program cái chương trình này cái, uh, và bà cũng rất là mong muốn là uh, được nghe những câu chuyện từ người Việt Nam tại vì uh, theo như nhận định của bà thì uh, bà cũng ở đây lâu rồi nhưng mà chưa bao giờ được được biết nhiều về người Việt Nam nên bây giờ là cái cơ hội mà bà cũng mong muốn là chúng ta đóng góp vào cái chương trình này uh, trước là chúng ta có thể thắng được một cái giải năm ngàn sau nữa là chúng ta đóng cái theo cái story nó cái tiếng nói của mình cái cái câu chuyện của mình để cho mọi người trong nước Mỹ hoặc là trên thế giới đều biết thêm về người Việt chúng ta đang sống ở, ở Hoa Kỳ như thế nào. Yeah, one more thing I just want to add, you know, for our award ceremony on May the 2nd, we really open for the sponsorship and this is a very good opportunity for you to reach all the Asians and the Ming will be our moderator. So please contact him for any sponsorship. Yes bà, bà đã mới nói là cái này là có tới 500 người tham gia nếu mà à, quý vị nào muốn uh, sponsor cho cái chương trình uh, World ceremony là cái buổi mà uh, buổi World ceremony là tiếng dịch là gì dạ, buổi phát giải à, buổi đó buổi phát, phát, thưởng, thưởng, phát á, thưởng thì tới là năm người tham gia mà có rất là nhiều uh, quan chức lớn ta, những người nổi tiếng trong cộng đồng cũng như là trên trên nước mỹ sẽ tới tham gia nên chúng ta những cái business những mà bệnh quân nào muốn uh, Uh, sponsor, Ung Hauti, Kotelung the Junta sponsor. Yes, yes, thank you. Yes. Joe, do we have time for your little uh, song, All oh of yeah, Us all Belong of Right Here? Yeah, maybe we can mm. sing that together, right? Yeah. Okay, yeah. Uh, yeah, sing uh, that. Yeah, we just sing this together. Okay, yes. the chorus yes. is very simple. Yes. You belong, I belong. belong. You, you and, and I, I belong, belong right, right here. Right. Yeah. He belongs, she belongs. all of us belong yeah. đã sáng tác yeah, easy. một cái yes. bài uh, hát rất là hay uh, gọi là All of us belong right here cho nên Queenie có yêu cầu ông Joe hát cho mình một đoạn ngắn. <coughs> okay, go ahead Joe, yeah. go ahead. Yeah. Well, look, yeah, we'll you, look, you, we'll you do the yeah. dance, yeah. I do the okay, chorus. Sure, yes, yes. You <coughs> belong, I belong, <coughs> you, <coughs> you and I belong <coughs> right here. He belong. She belongs. All of us belong right here. That's it. Wow. That's it. <laughs> Thank you very much. Uh, cảm ơn uh, bà Diana, cảm ơn ông Joe, cảm ơn uh, Queenie đã mời uh, nhóm hai người tới đây để mà thư uh, thưa chuyện với quý vị về cái chương trình uh, giải uh, uh, Asian American uh, Story Video Contest. Thì, uh, cảm ơn uh, quý vị rất là nhiều và uh, luôn tiện là năm mới sắp tới chúng uh, chúng ta cũng uh, uh, chúc mọi người được nhiều sức khỏe và um, bạn bằng sự cát tường. Thank, 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 so Thank, yes. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.